Trong khoảng thời gian gần đây thì chúng ta có thêm hai trailer của Pokemon Scarlet và Violet. Một trailer ngắn giới thiệu Pokemon mới là Wigglet, còn trailer dài cũng giới thiệu một Pokemon mới đó là Farigiraffe. Thật ra còn một vài chức năng khác nữa như là máy bán TM tự động hay là cắm trại làm sandwich, cơ mà có lẽ chúng ta sẽ không nói về mấy cái đấy. Bây giờ thì hãy cùng điểm qua về các Pokemon nhé. Đầu tiên là Wigglet. Đây là một Pokemon thoạt nhìn thì chúng ta có thể thấy nó rất giống con Diglett, nhưng không phải là dạng vùng biển, thậm chí chẳng liên quan gì đến Diglett cả, chỉ là ngẫu nhiên chúng nó trông giống nhau mà thôi. Wigglet là Pokemon cá trình vườn, mang đơn hệ nước. Nó sở hữu khứu giác siêu nhạy bén, có thể nhận biết mùi hương từ cách xa hơn 18m. Khi mà nó cảm nhận được mùi của một Pokemon khác thì sẽ ẩn mình xuống cát. Việc mà Pokemon này có ngoại hình gần giống với Diglett là do một hiện tượng trong sinh học gọi là tiến hóa hội tụ. Hiểu nôm na là những loài không có cùng một tổ tiên nhưng mà phát triển để thích nghi với những điều kiện sống tương tự nhau. Có thể lấy ví dụ ngoài thực tế đó là tổ tiên của những loài cá voi và cá heo vốn sống trên cạn nhưng đã quay xe về sống dưới nước, nên dần dần đã hình thành những cái đặc điểm giống như loài cá, với cơ thể hình thoi, vây và đuôi thích hợp với việc bơi lội. Nhưng về bản chất thì chúng nó vẫn thuộc lớp thú chứ không phải là cá. Hai đặc tính mà hiện tại chúng ta được biết của Wigglet là Gooey và Rattle. Gooey sẽ giảm tốc độ của những Pokemon nào chạm vào Wigglet, còn Rattle sẽ tăng tốc độ cho Wigglet khi chúng những chiêu hệ ma, bóng tối và bọ. Hai đặc tính này cũng không phải là yếu, nhưng mà cũng còn tùy xem phân bố chỉ số của Pokemon nó như thế nào. Ví dụ như chính con Alolan Dugtrio nó cũng có đặc tính là Tangling Hair, tương tự như Gooey đấy, nhưng mà cũng có ăn thua gì đâu. Mà biết đâu con Wigglet này sau khi tiến hóa nó lại đổi đặc tính thì mình ngồi mất công phân tích cũng hơi thừa. Farigiraffe, Pokemon cổ dài, mang song hệ thường và siêu linh. Đây là dạng tiến hóa của Girafarig. Lúc này cái đầu ở đuôi của con Girafarig đã lấn lướt lên trên và gần như nhập làm một với cái đầu chính. Gọi là gần như bởi vì thực chất đây vẫn là hai cái đầu riêng biệt với hai bộ não riêng biệt. Hai bộ não này được kết nối với nhau bằng hệ thống dây thần kinh dày đặc, giúp tăng cường năng lực siêu linh cũng như là tăng độ nhạy bén cho Farigiraffe. Pokemon này luôn luôn cảnh giác cao độ và có thể nhận biết được nguy hiểm cực kỳ nhanh, nhưng mà cơ thể của nó lại không phản xạ nhanh được như bộ não. Trước mắt chúng ta chưa biết gì nhiều về chỉ số của Pokemon này, nhưng mà nếu dựa vào một trường hợp khá gần đây của con Stantler và Weirdeer mà đoán thì Farigiraffe sẽ có tổng chỉ số vào khoảng 515. Hai đặc tính của nó cũng là hai đặc tính mới, cắt chu nghĩa là nhai lại, sau khi ăn một quả berry thì nó sẽ ơ lên và ăn một lần nữa vào cuối lượt tiếp theo. Con Girafarig cũng có thể học được chiêu Recycle qua TM ở bản Pokemon Brilliant Diamond và Shining Pearl, khiến cho tôi khá tò mò không hiểu cái chiêu này và đặc tính này sẽ tương tác với nhau như thế nào. Kiểu như nếu dùng Recycle ngay sau khi ăn quả berry thì đặc tính sẽ được kích hoạt 2 lần hay là bị reset. Cái này thì phải đợi test trực tiếp mới biết được. Đặc tính thứ hai của Farigiraffe là Armor Tail, sẽ chặn những chiêu thức ưu tiên của đối thủ. Có khả năng rất cao đây chỉ là một phiên bản clone của Queenly Majesty và Dazzling. Mô tả trong game của hai cái đặc tính này cũng ghi là khiến cho đối thủ không thể dùng những chiêu thức ưu tiên, nhưng thực tế chỉ là chặn những chiêu mà đối thủ dùng lên phe mình mà thôi, còn những chiêu như là Protect, Helping Hand hay là Follow Me thì vẫn dùng thoải mái. Cũng có khả năng Armor Tail là trường hợp đặc biệt bá hơn, nhưng cái khả năng này thực sự rất là thấp, bởi vì như thế nó lại khủng quá, chẳng có ai chơi cùng được. Ok, đó là những Pokemon mới mà chúng ta được giới thiệu. Tuy nhiên, vẫn còn một số Pokemon được hiện trên màn hình dù chỉ rất nhỏ. Ở khúc này chúng ta có thể thấy một con Pokemon ở phía xa. Dựa vào hình dạng và căn cứ cái đội này của Team Star là dùng hệ lửa, thì khả năng rất cao đây là dạng trước tiến hóa của Cerulean và Amarus. Ở một đoạn khác, Pokemon mới không hiện ra trên màn hình mà chỉ đánh dấu trên minimap. Đó là hai con chuột màu trắng, một con có màu xám trên ngực, còn một con có màu xám dưới chân. Khả năng cao là hai dạng đực và cái của cùng một Pokemon mà có lẽ là con gặm nhấm đường 1 mang hệ thường. Bên cạnh đó là một con vẹt màu xanh lá và một con gì đó thoạt nhìn trông giống như cây nấm. Nhưng mà theo leak và phỏng đoán của cộng đồng thì có vẻ như nó là Pokemon đá muối mang hệ đá. Và nếu như anh em để ý kỹ sẽ thấy một con gì đó đang nấp phía sau trainer và đống chữ ở trong tấm hình selfie này. Đại khái là chúng nó cũng chỉ ẩn hiện thế thôi chứ cũng chẳng có thông tin gì để mà phân tích cả. Và có lẽ đó cũng là thông tin cuối cùng để tôi dừng video tại đây. Cũng chỉ là một video update tin tức ngắn ngắn cho anh em thôi, còn dành thời gian cho những cái dự án quan trọng hơn. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó. Và tôi sẽ gặp lại anh em vào những video dài hơn nhé. Stay cool!